Như trong các bản tin trước chúng tôi đã đưa, vào tối ngày 15 tháng 3, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa ghép tạng thành công cho 4 trường hợp từ một người cho bị chết não. Sau 2 ngày ghép, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều đã ổn định. Từ nguồn tạng hiến của người chết não, 4 bệnh nhân đã được ghép gan, thận và tim. Bệnh nhân này được chẩn đoán u gan từ năm 2014 và đã được phẫu thuật điều trị hóa chất nhiều đợt tại các bệnh viện ở Việt Nam và Singapore. Sau ghép các chỉ số đã ổn định, bệnh nhân đã tự thở, chức năng gan phục hồi. Sự phức tạp của phẫu thuật nó có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, bản thân là cái chức năng gan bệnh nhân đã suy nên là cái rối loạn đông máu rất nhiều trong mổ. Thứ hai là bản thân khối u đã xâm lấn vào tĩnh mạch nên là chúng tôi phải sử dụng cái tuần hoàn ngoài cơ thể để có thể thay cả đoạn tĩnh mạch chủ dưới cho bệnh nhân. Và cái thứ ba là do bệnh nhân đã được phẫu thuật và điều trị nhiều lần nên là cái ổ bụng bệnh nhân rất là dính. Cái quá trình gỡ dính rất mất thời gian và tổng thời gian của ca mổ là 15 tiếng. Đặc biệt, bệnh nhân 10 tuổi này cũng là trường hợp ghép tim nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam. Trước đó, bé được chẩn đoán cơ tim giãn nở do suy tim giai đoạn cuối, không còn giải pháp điều trị khác ngoài ghép tim. Sau 13 giờ ghép tim, tình trạng bệnh nhân đã tương đối ổn định. Cái ca ghép này có rất nhiều cái đặc biệt thì phức tạp rất nhiều. Vì đây là lần đầu tiên chúng ta ghép tim cho một cháu bé, trẻ con 10 tuổi, cân nặng thì có hơn 20 cân thôi. Tuy nhiên là tất cả những khó khăn đó thì khó khăn nhất đó là cái vấn đề là đưa cái quả tim người hiến tạng, người lớn vào trong lồng ngực một trẻ em. Để xử lý cái kích thước của quả tim người lớn như thế nào để có thể đưa vào trong lồng ngực của trẻ em, đó là khó khăn nhất về mặt kỹ thuật. Cũng từ nguồn tạng hiến, kíp phẫu thuật đã tiến hành ghép cho 2 trường hợp bệnh nhân bị suy thận, trong đó có 1 trường hợp bệnh nhân đang lọc máu 2 lần một tuần. Trình độ ghép tạng của bác sĩ Việt Nam không thua kém gì trình độ y bác sĩ trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguồn tạng hiến còn rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hiến tạng từ người cho sống. Trong khi đó, mỗi năm có hàng nghìn ca tử vong do chết não liên quan đến tai nạn lao động, tai nạn giao thông.